chị làm bếp á. Ồ. Con trai. Con trai. Cứ sao sao nhỏ. Này. Tôi là cô nàng thời cơ mà. Ghê không? Nằm nó cái bể luôn. Chơi tao mà đâu có được, đâu có được, đâu có được. Nè chiều đi. Rồi thì chạy hộ tao một cái. Thằng tiếp theo. Okay.